xin kính chào các quý vị khán giả hôm nay tôi sẽ trình bày nội dung chuyên đề về những kỹ năng đàm phán trong hợp đồng tại sao khi đi đàm phán hợp đồng chúng ta lại cần phải có những kỹ năng và nếu không có những kỹ năng cần thiết thì hậu quả của nó là gì có nghiêm trọng không và chúng ta cần phải trang bị những kỹ năng gì cho người đi đàm phán hợp đồng Câu hỏi này thì trước tiên chúng ta cần phải biết hợp đồng là gì mà cần phải có kỹ năng để đàm phán nó. Hợp đồng nó là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Như vậy rõ ràng hợp đồng là căn cứ pháp lý để các bên đòi hỏi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nó cũng là căn cứ pháp lý để các bên khiếu nại và khiếu kiện. Kết quả của bản hợp đồng chính là kết quả của quá trình đàm phán. Một cuộc đàm phán thành công đó là đàm phán dẫn đến giao kết hợp đồng và các bên đều hài lòng với nội dung đó. Để đạt được những kết quả này thì đàm phán hợp đồng phải có những kỹ năng nhất định. Vậy thì đàm phán là gì? Đàm phán hợp đồng được hiểu là việc thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại giữa các bên bằng một hoặc nhiều các phương tiện liên lạc giữa các bên nhằm đạt được thỏa thuận, xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ nhân sự tham gia đàm phán hợp đồng cần rất là nhiều kỹ năng và chúng tôi chia những kỹ năng này thành hai nhóm. Nhóm 1 liên quan trực tiếp đến hình thức của cá nhân đi đàm phán nếu là đàm phán trực tiếp và nhóm 2 là liên quan đến kỹ, các kỹ năng chuyên môn của người đi đàm phán. Nhóm 1 là về kỹ năng liên quan đến hình thức của các cá nhân đi đàm phán, đó là những kỹ năng liên quan đến trang phục, liên quan đến uh, thái độ, đến kỹ năng lắng nghe, truyền đạt và ghi chép chúng ta thấy là cùng một nội dung truyền đạt như vậy nhưng nếu do những cá nhân khác nhau thực hiện thì có thể kết quả sẽ không giống nhau. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm những phát nhị nhỏ nhỏ qua những bức tranh như sau. Và khi nhìn vào bức ảnh như thế này, mọi người thấy có cảm giác thế nào? Có những bức ảnh cho chúng ta cảm giác rằng à không khí đang rất là căng thẳng. Có những bức ảnh là những người đàm phán chỉ vào mặt nhau. Câu có, đúng không ạ? Đầu tiên, đập vào mắt à, các bên khi tham gia đàm phán trực tiếp đó là phần trang phục, trang phục chỉnh tề rất quan trọng, trang phục chỉnh tề cho chúng ta thấy sự chuyên nghiệp của những người tham gia đàm phán, thể hiện thái độ tôn trọng với các bên. Kỹ năng thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó là thái độ trong đàm phán. Rõ ràng là một thái độ cởi mở, vui vẻ, thân thiện sẽ tạo ra một không khí đàm phán à, gần gũi, mang đúng ý nghĩa là đối tác của các bên. Tất nhiên không phủ nhận rằng có những lúc thái độ cau có, tức giận hoặc bất cần có thể giúp các bên đạt được những mong muốn của mình. Tuy nhiên, việc áp dụng những cái thái độ như thế này nó phải là một sự thể hiện có chủ đích, có tính toán trước. Một kỹ năng tiếp theo cần phải tích lũy đối với nhóm 1 đó là kỹ năng lắng nghe. Bên kia sẽ phải có kỹ năng lắng nghe khi một bên trình bày. Và việc lắng nghe đòi hỏi một tố chất, một phẩm chất là phải kiên nhẫn nắm được nội dung, mục đích thậm chí là hàm ý sâu xa của phía bên kia để chúng ta có những tính toán nhanh trong đầu về lợi và hại, về việc có đồng ý hay không, về việc phản ứng như thế nào đối với yêu cầu của bên kia. Và tuyệt đối không được ngắt lời đối tác cũng như không vội vàng thể hiện phản ứng khi đối tác chưa dừng hoặc chưa hoàn thành xong phần trình bày của mình. Tiếp theo phần lắng nghe mà người đi đàm phán cần phải trau dồi đó là kỹ năng ghi chép nếu chúng ta chỉ lắng nghe không thôi, có thể chúng ta sẽ bỏ sót hoặc bỏ quên những thông tin quan trọng sau khi chúng ta nhìn lại ở phần đàm phán các bên. Do vậy chúng ta phải có kỹ năng ghi nhanh, ghi chính xác và ghi thế nào để sau này khi nhìn lại bản ghi chép của mình, mình có thể hiểu được mình ghi chép cái gì. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến con số, ví dụ như giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, lãi suất trả chậm, lãi suất phạt vân vân. Sau khi lắng nghe, sau khi ghi chép thì rõ ràng chúng ta phải trình bày yêu cầu từ phía bên mình đúng không ạ? Và kỹ năng truyền đạt là một kỹ năng rất quan trọng trong đàm phán hợp đồng. Kỹ năng truyền đạt liên quan đến giọng nói, liên quan đến ngôn ngữ mà người đàm phán sử dụng, liên quan đến thái độ khi truyền đạt. Trong đàm phán mà phải sử dụng đến một bên thứ ba hoặc là công cụ phần mềm hỗ trợ thì đó là một rủi ro rất lớn và nếu tránh được càng nhiều càng tốt cái tình huống này xảy ra. Tiếp theo một kỹ năng liên quan đến nhóm 1 về hình thức của các cá nhân tham gia đàm phán đó là kỹ năng kết luận chốt lại từng điểm một trong nội dung đàm phán. Việc chốt lại nội dung và ghi lại nó có tác dụng gì? Nó sẽ là căn cứ cho những cuộc đàm phán tiếp theo và nó cũng tránh được tình huống là các bên vô tình hay cố ý quên mất nội dung mình đã thống nhất. Và ba là nó sẽ là căn cứ để tham chiếu đến nếu sau này bản hợp đồng có nội dung ghi không chính xác ví dụ do lỗi đánh máy hoặc là cách diễn đạt tối nghĩa. Tôi lấy ví dụ trong tiếng Anh thì về con số thì phân biệt giữa các hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị nó sẽ là dấu chấm trong khi tiếng Việt là dấu phẩy. Vậy thì cái sự nhầm lẫn với lỗi đánh máy trong bản hợp đồng là hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc đó thay vì 100.000 đô thì có thể viết thành là 1 đô. Thì chúng ta có cái biên bản ghi nhận này để làm căn cứ đối chiếu để chỉnh sửa hợp đồng. Thay vì phải đàm phán lại từ đầu. Nếu chúng ta đàm phán gián tiếp qua email hoặc tin nhắn thì cách hành văn thay cho việc truyền đạt bằng giọng nói rất là quan trọng. Nhóm 2 về kỹ năng chuyên môn của người tham gia đàm phán. Nhóm này có tính chất quyết định đến nội dung của bản hợp đồng. Nhóm liên quan đến kỹ năng chuyên môn bao gồm hai nhóm nhỏ, đó là chuyên môn về kỹ thuật và chuyên môn về pháp lý. Nhóm chuyên môn về kỹ thuật tức là người đàm phán phải nắm rất vững các yếu tố kỹ thuật. Cụ thể ở đây là gì? Là quy cách phẩm chất của hàng hóa nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa, là các tiêu chuẩn dịch vụ nếu là hợp đồng cung cấp dịch vụ, hoặc là các đặc điểm kỹ thuật của dự án nếu đó là hợp đồng BCC, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Kỹ năng về chuyên môn liên quan đến các vấn đề pháp lý của hợp đồng như giá trị pháp lý của đề nghị giao kết hợp đồng, giá trị pháp lý của chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, khi nào thì có thể hủy được đề nghị giao kết hợp đồng, hủy như thế nào. Và sau đây tôi sẽ đi vào từng nội dung cụ thể của nhóm 2 kỹ năng tổng hợp thông tin thu thập thông tin chính xác trước khi đàm phán đó là thông tin về chủ thể tham gia đàm phán với mình một bên hoặc các bên kia thông tin về cá nhân đại diện cho các bên tham gia đàm phán với mình thông tin về loại hình hợp đồng mà mình sẽ tham gia đàm phán thông tin về những nội dung nào là nội dung tối thiểu phải có để bên mình tham gia vào giao kết hợp đồng và những nội dung nào là nội dung mang tính chất tùy chọn ví dụ khi chúng ta biết rằng cá nhân tham gia đàm phán với chúng ta không phải là người đại diện theo pháp luật thì lập tức trong danh mục các công tác cần phải làm của chúng ta đó là phải kiểm tra thẩm quyền của người này ví dụ kiểm tra giấy ủy quyền xem người này có thẩm quyền đàm phán với chúng ta không nếu không sẽ dẫn đến một tình huống là toàn bộ giá trị đàm phán sẽ bị các bên bác bỏ vì người đi đàm phán không có thẩm quyền Kỹ năng thứ hai trong nhóm 2 đó là kỹ năng xác định các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng để phòng ngừa các rủi ro như pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Ví dụ nếu là hợp đồng nội thì luật điều chỉnh hợp đồng chúng ta lại không cần phải quan tâm nhiều lắm. Kể cả khi chúng ta không đưa vào là dùng luật nào điều chỉnh hợp đồng thì hệ thống pháp luật quốc gia cũng có cách để xác định luật nào sẽ điều chỉnh hợp đồng này. Còn nếu là hợp đồng quốc tế và luật điều chỉnh của nó là luật nước ngoài thì rõ ràng chúng ta phải nắm được là chúng ta mong muốn áp dụng luật nào vào điều chỉnh bản hợp đồng này. Chúng ta dự định là chúng ta sẽ sử dụng phương phức giải quyết tranh chấp nào, nó là tòa án hay trọng tài thương mại. Và cơ quan giải quyết tranh chấp trong tương lai sẽ là ở đâu, ở nước nào. Cái giá trị pháp lý của chữ ký nháy, chữ ký tươi và người làm chứng, vân vân. Tiếp theo, đó là kỹ năng liên quan đến viết, đọc và giả soát các biên bản ghi nhận quá trình đàm phán đối với đàm phán trực tiếp việc biên bản ghi nhận lại những nội dung của quá trình đàm phán nó rất là quan trọng nó có giá trị ràng buộc như hợp đồng vì vậy trước khi đặt bút ký để xác nhận nội dung chúng ta vừa đàm phán chúng ta sẽ phải đọc hiểu và kiểm tra và có kỹ năng để kiểm tra xem là những nội dung đấy ràng buộc chúng ta ở mức độ nào về mặt pháp lý còn đối với những hợp đồng mà đàm phán qua email ấy chúng ta cần phải có kỹ năng đó là copy hay còn gọi là cc nó là viết tắt của từ carbon copy tới những người có thẩm quyền, ví dụ như đại diện theo pháp luật. Kỹ năng này rất là cần thiết để bảo đảm cái tính pháp lý các đàm phán của mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một ví dụ cụ thể để thấy rằng là kỹ năng này nó ảnh hưởng đến giá trị đàm phán ra sao. Đó là một vụ việc cụ thể đã xảy ra được thụ lý bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Đó là bên mua Việt Nam ký hợp đồng mua bán lạc nhân với bên bán Ấn Độ, tức là hợp đồng đã có hàng chuyển từ ấn độ về việt nam có hiện tượng là bị mốc và mọc bầm vậy thì các chuyên viên đàm phán với nhau qua email về việc giảm giá cho cái lô hàng mốc và mọc bầm này rõ ràng là quá trình đàm phán được diễn ra sau khi hợp đồng đã được ký kết và thực hiện đúng không ạ nhưng nó sẽ dẫn đến một cái kết quả đó là một hợp đồng mới ghi nhận cái việc giảm giá đối với lô hàng kém phẩm chất này tuy nhiên kết quả sau đấy là bên bán Ấn Độ họ phủ nhận sạch trơn cái thống nhất của hai chuyên viên này về việc giảm giá cho lô hàng vì họ bảo rằng chuyên viên không có thẩm quyền để đàm phán thay đổi cái bản hợp đồng này. Vậy thì chúng ta phải làm gì trong tình huống này ạ? Vâng, việc đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem hợp đồng ban đầu có nội dung yêu cầu việc sửa chữa hợp đồng phải có chữ ký các bên hay không hay chỉ cần bằng hình thức là in writing là bằng văn bản. Cái thứ hai chúng ta cần phải kiểm tra là trong quá trình hai chuyên viên đàm phán với nhau như vậy họ có cc cho đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của các bên hay không đây là phần trình bày của tôi về những kỹ năng cơ bản mà các bên đi đàm phán cần phải trang bị cho mình để có thể có được một kết quả đàm phán thành công như mong đợi. Hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi trình bày trên đây có thể giúp các quý vị thành công trong những giao dịch kinh doanh thương mại dân sự trong tương lai của các quý vị. Xin chào và cảm ơn.